Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cẩm Lệ tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Đặng Thị Kim Liên. Diễn văn của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tại buổi kỷ niệm đã ôn lại truyền thống ngày thành lập cũng như sự nghiệp cách mạng đầy vẻ vang của mặt trận tổ quốc. Đối với quá trình phát triển của quận Cẩm Lệ, các cấp mặt trận quận đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước. Trong đó, công tác an sinh xã hội nói chung và phòng chống Covid-19 nói riêng được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Tại buổi kỷ niệm, có 18 cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của Trung ương Mặt trận Tổ quốc, 38 tập thể và cá nhân nhận giấy khen của quận vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, 14 tập thể cá nhân được ghi nhận tấm lòng vàng